Tôi yêu thích tận hưởng vẻ đẹp của những vùng đất đầy năng lượng của Cedars vào ban đêm. Đó là khoảng thời gian mà những thực thể như tôi thức giấc, nhảy múa và ban tặng ánh sáng cho cả khu rừng. Trước khi được cấp phép ghé thăm các hành tinh bên ngoài hệ sao quê nhà, tôi cũng như những sinh mệnh tại đây phải trải qua một chặng đường dài khám phá và tìm hiểu tất cả các vùng đất của Sirius. Điều này giúp tôi tạo dựng sự kết nối chặt chẽ với hành tinh mẹ, đồng thời cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thể của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, tôi được tham dự lễ trưởng thành tại nơi thiêng liêng nhất của Sirius, nằm sâu trong khu rừng ở cực bắc của hành tinh. Tại đây, mỗi người Sirius sẽ nhận được một mã DNA đặc biệt, một tinh thể ánh sáng. Nhờ nó, khi đến với mỗi hành tinh mới, chúng tôi có thể tùy chỉnh cuộc đời, cơ thể vật lý hay tự thiết kế những trải nghiệm cho riêng mình. Việc được tự do lựa chọn đồng nghĩa với trách nhiệm và sự tự quyết định. Ngoài những trải nghiệm dễ chịu, tôi cũng phải tạo ra và đối diện với các thử thách trong hành trình của mình. Đó cũng chính là cách duy nhất để tôi phát triển và tiến hóa. Ngày 10 tháng 3 năm 1994, tôi cất tiếng khóc chào đời. Ông nội tôi đã nhảy nhót, ăn mừng như một đứa trẻ khi tôi đến với thế giới này, bởi từ đây, ước nguyện cuối cùng của ông đã trở thành hiện thực. Một sinh linh sẽ tiếp nối tầm nhìn, hành trình ý nghĩa còn đang dang dở của ông và tổ tiên. Được sự cho phép của mẹ Gaia, tôi lựa chọn tái sinh tại một vùng quê yên bình để gần gũi với thiên nhiên, lớn lên cùng đất trời. Đối với tôi, cuộc sống này là một món quà, một kỳ nghỉ dưỡng sau những hành trình dài lang thang khắp vũ trụ. Trước ngày đến trái đất, tôi đã tự thiết kế cho mình một chuyến phiêu lưu sống động. Đứng tại những nơi cao giáo, tôi luôn biết rằng mình sẽ không thể trượt chân và ngã xuống. Cuộc đời này không để hành trình của tôi kết thúc theo một cách vô nghĩa như thế. Đôi khi tôi bất cần, bản thân biết mình chẳng có gì để mất. Mọi thứ tôi sở hữu đều được vay mượn từ đất mẹ. Khi rời đi, tôi cũng gửi lại cô ấy tất cả. Điều duy nhất mà tôi còn giữ mãi trong tâm hồn đó là tình yêu thương với gia đình, cuộc sống và tình yêu dành cho hành tinh xinh đẹp này. I stay unmoved to change.